Cô chào tất cả các em học sinh khối 2 thân yêu. Tiết toán trước các em đã học bài giờ phút. Bài học hôm nay cô và các em cùng vận dụng kiến thức đã học để thực hành xem đồng hồ. Nội dung bài học các con cần biết như sau. 1. Biết xem đồng hồ khi kim phút chỉ vào số 3, số 6. 2. Nhận biết các khoảng thời gian 15 phút, 30 phút. Cô và các bạn cùng ôn lại kiến thức đã học khi làm luyện tập nhé. Các em quan sát đồng hồ và cho cô biết đồng hồ chỉ mấy giờ. Đúng rồi, đồng hồ chỉ 8 giờ. Các bạn tiếp tục quan sát kim phút và kim giờ di chuyển. Vậy kim phút được vừa quay được mấy vòng trên mặt đồng hồ? À đúng rồi, một vòng. Vậy lúc này đồng hồ chỉ mấy giờ? 9 giờ. Vậy từ 8 giờ đến 9 giờ, kim giờ đã quay được 1 giờ. Hãy cho cô biết, vậy 1 giờ thì bằng bao nhiêu phút? Đúng rồi, 1 giờ bằng 60 phút. Các bạn nhắc lại cho cô nhé. 1 giờ bằng 60 phút. Nếu kim phút di chuyển từ số 12 đến số 3, bạn nào cho cô biết kim phút đã quay được một phần mấy của mặt đồng hồ? Đúng rồi, 1/4 của mặt đồng hồ. Tức là kim phút đã quay được 15 phút. Vậy đồng hồ chỉ mấy giờ? 9 giờ 15 phút. Các em nói chính xác. Cô đố các bạn, nếu kim phút tiếp tục di chuyển đến số 6, vậy kim phút đã quay được bao nhiêu phút? Kim phút quay được 30 phút. Đồng thời kim phút đã quay được 1/2 mặt đồng hồ. Vậy đồng hồ chỉ mấy giờ? À, 9 giờ 30 phút. 9 giờ 30 phút hay còn gọi là bao nhiêu? Đúng rồi các con, 9 giờ 30 phút hay còn gọi là 9 giờ rưỡi. Lúc 9 giờ 30 phút, kim giờ chỉ ở đâu? Và kim phút chỉ số mấy? Kim giờ ở giữa số 9 và số 10, kim phút thì chỉ số 6. Các em đã nắm được cách xác định giờ phút chưa? Bây giờ chúng ta cùng thực hành xem đồng hồ nhé. Bắt đầu qua bài tập số 1. Đồng hồ, bài 1, đồng hồ chỉ mấy giờ? Ở đây cô có 4 đồng hồ A, B, C, D. Muốn biết đồng hồ chỉ mấy giờ, các em xác định số giờ của kim ngắn chỉ trên mặt đồng hồ và số phút của kim dài chỉ số mấy. Ta sẽ biết đồng hồ chỉ mấy giờ. Cô hướng dẫn các con có A và B nhé. Các con bắt đầu quan sát đồng hồ A. Kim ngắn chỉ nhích qua số 4 một chút. Kim dài chỉ số 3. Vậy đồng hồ chỉ mấy giờ? Chính xác, đồng hồ chỉ 4 giờ 15 phút. Tương tự ở đồng hồ B, ta thấy kim giờ nằm giữa số 1 và số 2. Kim dài chỉ số 6. Vậy đồng hồ chỉ mấy giờ? À đúng rồi, đồng hồ B chỉ 1 giờ 30 phút. Tương tự ở đồng hồ C, đồng hồ D. Các em sẽ quan sát kỹ kim giờ, kim phút và nêu giờ chính xác nhé các em.
Cô mời các em qua bài tập số 2. Bài tập số 2 như sau. Mỗi câu dưới đây ứng với đồng hồ nào? Ở bài 2, các con sẽ nói các câu A, B, C, D, E tương ứng với đồng hồ. Muốn làm được bài 2 này, các con phải đọc kỹ thời gian từng hoạt động của bạn An và nối với đồng hồ tương ứng với thời gian đó. Các con nghe cô hướng dẫn câu A. Câu A như sau. An vào học lúc 13 giờ 30 phút. Vậy 13 giờ 30 phút tương ứng với mấy giờ chiều? À, chính xác. 13 giờ 30 phút tương ứng với 1 giờ 30 phút chiều. Vậy câu A, các con sẽ nối với đồng hồ tương ứng là đồng hồ A. Khi làm bài này, các con nhớ đổi số giờ tương ứng với số giờ đã cho trong từng câu để nối với đồng hồ chính xác nhé. Ông bà ta thường nói, thời gian là vàng bạc, vì vậy các con đừng để phí thời gian vào những hoạt động không có ích. Nên sắp xếp thời gian cho các hoạt động học tập và vui chơi của mình mỗi ngày phù hợp nhé. Các con nhớ chưa nào? Cô và các con cùng nhau qua bài 3. Vẽ thêm kim phút để đồng hồ chỉ thời gian tương ứng. Ở bài này yêu cầu chúng ta làm gì? Bài này yêu cầu vẽ thêm kim phút. Mời các con quan sát cô hướng dẫn vẽ kim phút ở đồng hồ thứ nhất nhé. Đồng hồ chỉ 5 giờ. Các con thấy kim giờ vào số 5. Thì kim phút phải vẽ vào số mấy? À, đúng rồi. Ta sẽ vẽ kim phút vào số 12. Các con hiểu chưa nào? Rồi, vậy với đồng hồ thứ hai, chỉ 2 giờ 30 phút, hay còn gọi là 2 giờ rưỡi. Ta sẽ vẽ kim phút vào số mấy để tương ứng 30 phút? Chính xác, ta sẽ vẽ kim phút chỉ số 6, thì ta được 2 giờ 30 phút. Tương tự như vậy, các con làm tiếp các hình đồng hồ khác nhé. Bài học đến đây là kết thúc. Các con nhớ làm bài tập và với phần bài làm qua Zalo, cô giáo sẽ sửa bài cho các con. Và đồng thời các con nhớ lưu phiếu luyện tập vào bìa nút. Khi đi học lại, cô giáo sẽ ghi nhận xét trên phiếu cho các con. Cô chúc các con vui khỏe, học tốt.